lời tâm sự, chán vợ sau sinh như mái xẻ, chồng kiếm cớ đi công tác 4 tháng mà sững sờ. Phụ nữ luôn phải tự yêu thương lấy mình, chăm sóc và dành cho bản thân mình những gì tốt đẹp nhất, đừng trông đợi bất cứ điều gì về người đàn ông, nếu như không muốn nhận về mình sự thất vọng và tổn thương. Đó cũng chính là suy nghĩ của cô gái 30 tuổi đến từ Hà Nội. Cô chia sẻ câu chuyện tự thương lấy bản thân mình của mình như sau. Thời gian mang bầu, vì quan điểm sai lầm, càng ăn nhiều càng tốt cho con, nên tôi bị tăng cân quá mức. Sinh con xong mà tôi vẫn cứ nặng tới tận 65 cân, nhưng vẫn không giảm. Vì sợ chất lượng sữa cho con bú bị ảnh hưởng, nên tôi càng không dám cắt chế độ ăn. Chồng tôi còn nửa đùa nửa thật, nói tôi là lái xe. Tuy nhiên tôi biết anh ấy chán thật, vì từ khi mang bầu đến lúc con 5 tháng mà chồng tôi cũng chẳng thèm động vào vợ. Đợt đó anh đột nhiên bảo sẽ đi công tác 4 tháng, chỉ có hai mẹ con ở nhà, khiến tôi rất lo lắng và bất an. Nhưng chồng tôi giải thích rằng công việc không thể trì hoãn được. Cũng may con tôi đã 5 tháng, nên hai mẹ con có thể tự xoay sở với nhau. Ai ngờ hôm sau tôi tình cờ đọc được tin nhắn của anh với một người bạn thân. Anh bảo rằng vì chán vợ xuống sắc thậm tệ sau sinh, nên đành đi công tác cho nó bận rộn, mệt mỏi mà quên đi, nếu không anh sợ bản thân anh sẽ xà ngã. Đọc những lời chia sẻ của anh với bạn mà tôi vừa vui cũng vừa buồn. Vui vì anh biết tìm cách để mà giữ mình, không phản bội lại vợ con. Nhưng cũng không thể không buồn, bởi vì anh chán vợ tới mức phải kiếm cớ đi công tác để không phải nhìn thấy cô vợ béo ú và sổ sẻ, tôi xấu xí và khổ cực là vì ai đây? Sau đó tôi không hề đề cập với anh về cuộc nói chuyện thiếu tôn trọng đó với vợ. Thú thực là đến chính khi soi gương, tôi còn thấy chán bản thân mình nói gì đến chồng. Trong lòng tôi đã hiểu ra rất nhiều điều và quyết tâm phải thay đổi. 4 tháng sau, chồng tôi theo đúng lịch trình kết thúc chuyến công tác trở về. Tôi mở cửa đón anh với nụ cười tươi tắn chào đón chồng trở về nhà. Nhưng chồng tôi cứ đứng sững ở ngoài cửa nhìn tôi mà không hề cất bước. Mãi sau anh mới lắp bắp: "Sao nhìn em khác quá?" Dù thái độ ngạc nhiên thắc mắc, nhưng mà nhìn ánh mắt bừng sáng và vui vẻ của anh thì tôi cũng hiểu rằng anh cảm thấy rất hài lòng về sự thay đổi của vợ. Đúng là tôi đã hoàn toàn đột xác sau 4 tháng xa chồng. Đầu tiên là tôi yêu cầu chồng gửi nhiều tiền hơn về nhà. Tôi dùng số tiền đó để thuê người giúp việc ban ngày, có người trông con. Tôi rảnh rang tập tành giảm cân và chế biến những bữa ăn mà vẫn đủ sữa cho con bú nhưng lại không tăng nhiều cân. Có người đỡ đần trong công việc và trong trông con, tôi có thời gian chăm chút mình hơn. Tôi nhảy đi, đẹp lên và tươi vui phơi phới. Tôi cũng dành nhiều tiền để mua quần áo, váy vóc và mỹ phẩm tốt hơn. Tất nhiên là bằng tiền của chồng. Với những yếu tố đó thì chuyện tôi lột xác là điều hoàn toàn dễ hiểu. Hơn nữa đã là gái một con, thậm chí nhìn tôi còn đằm thắm và mặn mà hơn thời con gái rất nhiều. Soi vào gương, tôi thấy yêu đời và hạnh phúc hơn hẳn. Trước đây tôi thường cố gắng hết sức để tiết kiệm cho chồng. Tôi nghỉ việc từ khi mang thai, không có thu nhập nên không muốn lãng phí những đồng tiền mà chồng đang vất vả mưu sinh. Nhưng sau đó tôi mới nhận ra suy nghĩ của mình rất sai lầm. Tôi không hề chi tiêu lãng phí, tôi chỉ tiêu xài đúng như những gì mà mình xứng đáng được nhận. Và rõ ràng dù tôi có tiêu nhiều tiền hơn đi chăng nữa thì chồng tôi vẫn vui vẻ khi thấy vợ xinh đẹp và tươi tắn. Trước đó tôi tiết kiệm tiền cho anh thật, nhưng mà anh vẫn chán nản, đâu có hân hoan vui sướng một chút nào đâu. Và tôi cũng đã quyết định rồi, khi con được 1 tuổi tôi sẽ đi làm lại, đồng thời thuê người giúp việc toàn thời gian. Phụ nữ hạnh phúc hay khổ sở, ấm ức hay vui vẻ cũng là do suy nghĩ và cách làm của mình. Cứ phải đòi hỏi đúng quyền lợi mà mình xứng đáng được hưởng và lo cho bản thân mình trước tiên, người khác mới có thể trân trọng và yêu thương mình được. Các bạn thân mến, vừa rồi là lời suy nghĩ của Nhàn, 30 tuổi ở Hà Nội, suy nghĩ về cuộc sống, về con người của mình cũng như của chồng. Tiết nghĩ Nhàn suy nghĩ như vậy cũng không hề sai. Không ai có thể chăm sóc và nâng niu bản thân mình tốt hơn chính mình. Phụ nữ dù ở nhà chăm con thì cũng có đóng góp cho gia đình, và cô ấy cũng xứng đáng được hưởng những điều tốt đẹp nhất. Đừng tự ti vì mình chẳng làm ra tiền hay là cố gắng tiết kiệm quá mức đến mức bỏn sẻn cho chồng.
đó là điều không cần thiết, thậm chí là còn lợi bất cập hại. Chúc cho tất cả các bạn sẽ tìm ra cách ứng xử phù hợp và sáng suốt nhất đối với mình, bởi vì phụ nữ là phái đẹp và xứng đáng nhận được những điều yêu thương tốt đẹp nhất từ phía người bạn đời của mình. Và các bạn thân mến, nhiều người vẫn thường cho rằng chỉ cần luôn biết nhìn về phía trước, nỗ lực hết mình vì một mục tiêu nhất định thì chắc chắn chiến thắng sẽ nằm trong tầm tay. Chả riêng gì tình yêu mà các mảng khác như sự nghiệp, sức khỏe và đời sống cũng đều tuân theo quy luật này. Nhưng mà sự cố gắng chỉ có thực sự mang lại hiệu quả khi mà mục tiêu của bạn đúng đắn và phù hợp với các chuẩn mực. Hãy đặt ra cho mình một cái đích, bất luận đúng sai và mù quáng phấn đấu, chắc chắn đến cuối cùng mọi thứ nhận về sẽ chỉ là một con số không. Và với người phụ nữ, sau đây tôi xin được chia sẻ với các bạn ba thứ mà rất sai lầm bạn thường hay cố gắng để đạt được, nhưng mà nó lại không phù hợp để xây dựng một cuộc sống hôn nhân bền vững. Chúng ta hãy cùng xem ba điều phụ nữ thường cố gắng cho hôn nhân nhưng hóa ra lại phản tác dụng. Điều đầu tiên đó là cố gắng để trở thành một người khác, cho dù họ tuyệt vời. Ai cũng sẽ có những thần tượng cho bản thân mình. Đó là hình mẫu mà bạn luôn muốn hướng tới, là cái khát khao cháy bỏng được giống như người ta. Với riêng về hôn nhân tình cảm, phụ nữ sẽ ao ước được là cô gái này, được là bà kia trên phim hoặc ngoài đời thật, bởi vì nghĩ rằng với hình mẫu chất như vậy thì mình cũng sẽ có được hạnh phúc. Từng có những người khi mà quen một ai đó sẽ tìm hiểu rất sâu về sở thích của họ để phấn đấu theo chuẩn mực đấy. Nhưng mà tình yêu thì không phải là cái chuyện phỏng vấn xin việc, mà cần đến yêu cầu này hay tiêu chuẩn nọ. Hai trái tim rung động trước chính là con người thật của nhau, đó mới thực sự là tình yêu. Mỗi người là một cá thể duy nhất và chẳng ai giống ai. Hãy để người kia hấp dẫn bởi chính con người mình, chứ không phải là họ đang theo đuổi một cái bóng, một thứ chẳng thể tồn tại. Hôn nhân là sự tự nhiên, đừng nên gượng ép để rồi chính bạn phải khổ sở và loay hoay giữa những ảo mộng mà bản thân hướng tới. Một khi bạn đã là chính mình, chắc chắn bạn cũng sẽ có thêm năng lượng để cho đi nhiều hơn. Điều thứ hai đó là cố gắng sửa chữa những đồ vỡ trong hôn nhân quá khứ. Bởi vì không buông bỏ được quá khứ mà nhiều người lựa chọn sống trong hoài niệm, cố gắng hết sức để chữa lành những sai lầm của mình. Như một câu nói nổi tiếng, không ai tắm hai lần trên một dòng sông. Quả thực chẳng sai một chút nào. Từng niềm hạnh phúc ở đằng sau chỉ xuất hiện một lần, rồi cũng sẽ qua đi và chẳng bao giờ quay lại. Việc bạn cố gắng muốn thay đổi những tổn thương và vấp ngã chỉ làm cho bạn thêm lãng phí hoài công. Sau cùng bạn sẽ nhận ra là hiện tại và tương lai mới là điều quan trọng. Những chị em mà từng đổ vỡ một người đàn ông và nghĩ rằng mình phải tự sửa chữa vì luyến tiếc kỷ niệm đẹp. Nhưng vấn đề là nếu như chỉ có mình bạn cố gắng thì không đủ, và phải có sự đồng hành của cả hai. Xong tới lúc hàn gắn rồi, liệu cảm xúc có còn như xưa, hay đó chỉ là một cái bong bóng ảo mộng mà phụ nữ tự vẽ ra? Thay vì cố gắng với mức độ rủi ro cao như vậy, hãy biết tập trung cho hiện tại và tương lai mới là điều tuyệt vời đang chờ đón bạn. Điều thứ ba đó là cố gắng tạo ra một cuộc hôn nhân theo ý của mình. Cuộc sống thì luôn ẩn chứa những điều mà không ai biết trước được. Ngay cả khi bạn đã chắc nịch rằng mọi thứ sẽ vận hành theo đúng ý mình, thì bất ngờ luôn xảy ra vào phút chót. Vậy nên cố gắng để kìm ép mối quan hệ mong của mình theo cái cách mà mình mong muốn cá nhân thì dường như là một chuyện không tưởng, và đôi lúc nó phản tác dụng. Chẳng hạn như bạn muốn chồng phải làm việc này, thực hiện những nhiệm vụ kia mà vợ đưa ra, nhưng có chắc là anh ấy cũng hào hứng với việc đó không? Ngược lại, càng cố gắng đưa đàn ông vào một khuôn khổ nhất định thì bạn sẽ càng khiến cho anh ấy bất mãn. Hãy để ông xã tự phát triển một cách tự nhiên dựa trên những tiêu chuẩn chung. Có thể hiệu quả chưa đến ngay tức khắc, nhưng về lâu về dài, người chồng sẽ cảm thấy thoải mái để vừa làm việc mà vẫn tràn đầy năng lượng yêu thương đối với vợ của mình. Bạn tạo ra kế hoạch A, muốn nó tiến tới kết quả B, rồi C vì tất cả những điều tốt ấy. Nhưng đừng lo nếu như A không đi đến B hay đến C, bởi vì A hoàn toàn có thể dẫn đến nhiều cánh cửa khác nữa và nhiều cơ hội cũng như điều kỳ diệu. Hãy cho hai người trong cuộc hôn nhân có không gian để thở, để được sống tự nhiên và trọn vẹn, thoải mái từng phút giây. Các bạn thân mến, hy vọng với lời chia sẻ về tâm sự cũng như là với những chia sẻ về việc ba điều mà phụ nữ thực sự thường cố gắng cho hôn nhân
nhưng mà nó lại thậm chí phản tác dụng, cũng như lời đầu là lời tâm sự của một người phụ nữ đã thay đổi bản thân mình theo một chiều hướng rất tích cực khi phát hiện ra chồng mình đã trốn mình đi công tác chỉ vì vợ quá béo sau sinh. Hy vọng rằng với những lời chia sẻ, lời tâm sự này thì các chị em phụ nữ cũng rút ra bài học cho mình để chúng ta chuẩn bị cho mình một tâm thế thật vững vàng, chào đón một cuộc sống thật hạnh phúc, cho mình một lối tư duy hiện đại, đương thời, mang lại sự hạnh phúc và tích cực cho bản thân. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Thời lượng của video đến đây đã hết rồi. Quý vị cùng bớt chút thời gian đọc và nhấn nút yêu thích để đăng ký kênh, ủng hộ và cũng là động lực cho đội ngũ biên tập có thêm nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.